bên nữa. Không bên nữa. Cái lúc treo mọi người ấy, cảm giác kiểu được treo anh chị rất là vui mà mọi người cũng hùa theo mình ấy. Ok á, và mong được quay lại một lần nữa. Anh nhắn tin cho tôi, anh bảo yêu tôi, anh bảo cần tôi, anh bảo là cần tôi. Tôi, anh bảo là cần tôi, anh bảo là muốn đưa tôi đi học. Chắc rồi, chắc rồi, chắc rồi. Một tháng vừa rồi. Anh bỏ mặc tôi, anh bỏ bê tôi, tôi gọi điện anh không nghe, tôi nhắn tin anh không nghe, thế là như thế nào? Anh định chắc tôi đúng không? Không, tôi đâu biết gì đâu, tôi đâu biết gì đâu mắt. Đây, thật ra đây, đây mới là Phạm Đình Thái Ngân. Hả? Đúng rồi, thằng Ngân này. Thằng Ngân này, thằng Ngân này, lộ không? Anh đừng có nghĩ là tôi dễ dàng như Hà Lan nhá. Tôi sẽ theo đuổi anh đến cùng, nghe chưa? Oh my god. Bây giờ chưa bao giờ. Học sinh mới chuyển đến trường. Vậy là nãy giờ bạn diễn à? À. Sao tới cái đoạn này ngưng vậy? Sao thế, anh muốn làm tiếp không? Khóa đúng miếng, chạy đúng miếng. Đừng mà. Từ từ đoạn này mình phải lấy cơ. Thôi, bây giờ bạn giờ vào úp lại vào đây đi. Nhắm lại. Ok, đổ về sau. Lên gối. Anh nghe cho rõ, tôi sẽ theo đuổi anh đến cùng. Ôi giời ơi. Nghe chưa? Rồi, cái mặt hạnh phúc. Cái mặt hạnh phúc. What? Thank you.
thôi bây giờ vô tiếp tục quay nè, bốc thăm chú Tự nè. Ai mày trò này còn kêu dơ? Không biết nữa. Không biết nữa. Không biết nữa. Không biết mà cũng dơ. Đi lên đây chơi. Đi lên đây chơi. Kiểu lần đầu em đến đây á mà anh chị rất là thân thiện này, dễ mến này. Không, mọi người thấy không? Chị ăn hương nhường em đấy. Nói chung là cưng á. Nói chung các anh ở trong lớp cũng đáng yêu. Ví dụ như kiểu là người tình ngồi ghế Squidbox của em này. Ví dụ như anh Trần Nhậm này, chị xong Fendi, rồi chị Hương, xong rồi em với anh Hùng, anh với anh Quang Hùng Mastery thì không nói chuyện với nhau quá nhiều. Nhưng mà là một người rất là ok. Và cái lúc treo mọi người ấy, cảm giác kiểu treo anh chị rất là vui mà mọi người cũng hùa theo mình ý. Ok á, và mong được quay lại một lần nữa. Với em tiết học nào cũng hay, tiết học nào cũng vui. Để lại ấn tượng nhất à? Em nghĩ là có lẽ là tiết học mà bọn em tham gia vào cái trò mà âm nhạc và cái trò mà bọn em để chân xuống đá. Đấy là những cái tiết học mà em thấy thú vị nhất. Ok, và cùng series đón xem lớp học Hoàn Mỹ từ thứ 2 đến thứ 5 trên kênh Hẹn Hò Hoàn Mỹ nhé. Bye bye.